Hi. Xin chào các bạn đến kênh Đại Lâm Mua Đi Giờ. Mình là Vi Tào Lao, chào mừng đạo Trần Hoàng Đại Lâm Ba Lâu Tây Ly. Trước tiên Đại Lâm xin chúc cho các bạn luôn sức khỏe, bình an, may mắn trong cuộc sống nha. Đây là sân của anh Ba, ấp mới 2, xã Mỹ Hạnh Nam, Đức Hòa, Long An. Còn đây là kèo 44, trà 1 công, chấp bên kia 2 công, nhí và rô. Mất bạch quá ghê. À, phụ cho cha là Thống Bến Cầu và Tấn An. Các bạn có biết Tấn An là một trong những cầu thủ có thể nói là giữ phong độ rất tốt từ trước đến nay. Lại là pha phát bóng hỏng đi rồi của Tem Nhí Long An. Hai một. Lại là trà phá bóng hồng. Trời. Hai đều. Lại là một pha chạm tay gì rồi bên Nhí. 3-2. Baby. Cáp kèo và cáp kèo. Hiện tại bây giờ tất cả các sân chỉ còn sân Đức Hòa Long An của Be và là Tây Ninh. Còn hầu như Bình Dương, Sài Gòn, Đồng Nai đều bị cục tay hết rồi. Kèo tay rất ít, rất khan hiếm. Còn đây là ấp mới 2, xã Mỹ Hạnh Nam, Đức Hòa, Long An. Mất bành. Lại là một xòa trắng bóng quá tốt rồi của trà. 5-2. Năm hai. Đấu. Và kết thúc tốt rồi của đấu tay trái. À, xin lỗi các bạn, Nhí tay trái. 3-5. Hiện tại bây giờ là bắt bóng 1 cho trà là Thống Bến Cầu và Tấn An. Quả hay cho Thống Bến Cầu. Và rắp chắn, chạm tay chắn lọt banh bên kia. 6-3. Lại là một pha kết thúc tốt rồi của Nhí tay trái. 4-6. Bóng ra ngoài. 7-4. Nghe lọc. Nghe Đức Hòa Long An. 7-4. Lại là một pha chạm lưới rồi của bên Nhí Long An. 8-4 đổi sân. Tám bốn rồi. Đúng rồi. 4-8, 8-4. Lại là một pha đánh bóng không qua lưới gì rồi của Nhí. 9-4. Năm trên. Lại là một pha kết thúc tốt rồi của cha. 10-5. Mười năm. Bóng ra ngoài. Đừng chửi nữa Nhí.
mày chạy không kịp mà mày chạy không nổi rồi chứ được. 60. Tiếp tục. Quá ghê cho cha. Thật sự Tây Ninh hiện tại bây giờ còn rất nhiều cao thủ các bạn ha. Đặc biệt là Tấn Nga hiện tại bây giờ đang đứng bên kia và thống bến cầu. 11-6. Nhi kết thúc tốt. 71. Bóng ra ngoài. 81. Pha xử lý hay gì rồi của cha. 12-8. Lại là cha phát bóng hỏng. 9-12. Tầm bật chảy của trà rất cao các bạn. Mặc dù trà tầm khoảng 1m73 thôi, nhưng thật sự trà bật rất tốt. 13-9. 16 điểm tới. 13-9. Lưới nhi. 14-9. Quá ghê. Lại là nhi. Lưới nhi nữa rồi. Cảm giác như nhi giống như cá rô cá lóc quá. Thấy lưới là cứ đâm vào. 15-9. Lại là rô đến bóng ra ngoài. Kết thúc chương trình đài truyền hình đến đây hết. Xin chúc mừng Trà Thống và Tấn Ngang vào bờ quá an toàn. Một nữa xin chào xin nhắc cho bạn biết đây là địa chỉ ấp mới 2, xã Mỹ Hạnh Nam, Đức Hòa, Long An, sân của anh Ba. Sân này có lưới lan mát từ sáng đến chiều. Các bạn nào có đam mê kèo chế kèo tay, đặc biệt là kèo tay ở đây rất nhiều. Các bạn nào có đánh tay thì hãy đến đây nha. Một lần nữa xin chúc cho mọi người luôn sức khỏe, bình an, may mắn trong cuộc sống. Cáp kèo và cáp kèo. Cáp kèo và cáp kèo. Cái gì cá cái động cái. Thì giờ tôi đi bộ với cái đội gì đó bắp. Kiếm là cái thợ kiếm thì săn về.